Bạn biết không, có một nơi không bao giờ Tinh Phi ở, ăn uống, đó là nhà. Có một người luôn la mắng, trách phạt bằng những trận đòn roi nhưng lòng lại đau không kém, đó là mẹ. Có một người luôn giang tay chào đón khi ta thất bại trở về, đó là cha. Nơi để ta được yêu đuôi và được vụ về sẽ qua thôi. Đời người là một bản nhạc. Bản nhạc dù vui đến mấy cũng sẽ luôn có nốt thăng và nốt trầm. Có lúc cao, có lúc thấp, có lúc nhanh và cũng có lúc chậm. Vậy nên chỉ cần bạn không từ bỏ giữa chừng thì rồi ngày vui là sẽ đến, nắng là sẽ về, nhất định bạn sẽ được bình an. Nhiều người sau khi có được bạn thì sẽ không còn trân trọng bạn nữa. Từ vì chút tình cảm nhỏ bé mà hạ thấp đi giá trị của bản thân. Tình cảm dành cho người xứng đáng. Cứ không trân trọng bạn, không xứng đáng có được bạn. Một chút cũng không xứng. Còn thương á, em làm gì cũng đúng. Giận dỗi là đáng yêu, hỏi han là quan tâm, khóc lóc là yếu đuối. Lúc hết thương á, thì em làm gì cũng sai. Giận dỗi là vô cớ, hỏi han là quản thúc, khóc lóc là không hiểu chuyện. Bởi nên, thứ tàn nhẫn nhất trên đời này không phải là chuyện ai rời bỏ ai, mà là lòng dạ của một con người khi đã hết yêu mình. 好像那是我们